Thôi vậy thì mua đây rồi đem vô chia cho ăn chung ha. Giờ tụi Hằng đi ra ngoài mua heo quay vịt quay vô ăn chung kìa. Anh Thành đi theo phải không? Ê, lạnh quá. Giờ phúc cua tay nãy cho người ta cho 200 không lấy, chỉ lấy 20. Và hồi nãy cầm 20 đang đi mua vịt quay vô đang mời mấy em ăn. Cho nên là Hằng mới nói thôi khỏi để Hằng mua cho anh Phúc giữ 20 đó đi. Tự trọng lắm, không lấy nhiều, chỉ lấy 20 của Hằng thôi. Ổng với ông Hoàng Lai Trang vậy đó, ông Hoàng Lai nó chỉ lấy 20 của Hằng à, chứ không lấy tiền của ai chứ. Lấy áo xuống Phúc đi đâu đó, mua thịt quay cho mấy em ăn. Nó mua quay mấy em ăn. Rồi giờ thôi, mình đi mua cho rồi, để cho ăn đi, cho ông ăn. Nhiều khi á, quý vị biết sao mà Hằng mài mò mà mấy anh em chịu lên bờ. Giống như ổng đưa mấy cái đồ mà ổng đang cầm trên tay ổng rất là ghê, nếu ai ghê là sẽ không ăn, thì ổng nghĩ là coi thường phải không? Mà khi Hằng hỏi gì chứ anh nghĩ là Hằng dám ăn không? Đôi khi Hằng bất chấp Hằng ăn đó quý vị, cho nên họ nghĩ là mình thương họ thiệt mà họ không có ghê họ mới nghe lời mình, chứ không phải cái gì thiệt luôn mà. Cho nên Hằng nó suối rồi đó, Alex Viên Hùng á, đồ dơ của tụi nó đưa nó đang ăn, nó bóc cái tay nó gốm đó mà Hằng cũng gán Hằng ăn, vậy nó mới cảm nhận được những cái mà mình có thương nó hay không. Mà không phải giả tạo nữa, khi Hằng ăn nó không có ghê đâu, Hằng ăn đại vậy đó. Mình cũng sống lăn lóc mà, mình đâu có phải là từ cái sướng cái gì đâu, tiểu thư gì đâu. Cho nên là Hằng hiểu, ăn không chết là được rồi. Đó, bây giờ mua vịt quay. Có vịt quay, heo quay, rồi đem qua đây đặng họ chia. Thủy đâu rồi hả? Ừ, ok thôi, đi. Đây được không? Ông Hằng bước dưới được rồi, Hằng bước từ từ không sao đâu, đừng có nếu té đó. Rồi. Đi đây em nhanh đi. Ăn để qua thôi, để chia riêng. Để qua chia riêng cho chị không ngồi ăn chung đâu. Để qua Hằng chia riêng qua cho một hộp. Nãy giờ đốt lửa nấu gì vậy? Có đèn. Quần áo đó, đưa bọc quần áo cho chị. Nè, quần áo em lửa đồ ấm cho chị đó, không có đốt nha Thủy ơi. Đã cạo số hả? Bà chết luôn á, mới cho tiền đi cạo số kìa. Nó lụm ngoài đường mà. Lụm hả? Chết lụm trong tay Phúc. Phải không? Quần áo kìa, Hằng mới soạn quần áo cho anh Phúc đó. Chảy hả? Mấy bước gian, mấy đừng có xách đồ để đó. Để cầm đây giùm Hằng cái đi. Rồi nè. Đưa đồ đó cho anh Danh cầm đi, anh Mía cầm cái này. Mía. Rồi anh Thắng bật cái đèn giùm Hằng. Anh Danh đưa cái bịch heo quay đây. Có xin hộp không không? Sống mà. Có là để chị cho chị Thủy riêng chứ bà không ăn trong với mình đâu. Có hộp nhỏ như thế này. Không chảy kìa, anh Phúc chảy mà nó khác kìa, tôi nghiệp chưa? Đó, tăng gia nè. Anh Thắng có cái đèn không? Có, này nè. Không chảy cho tăng gia. Bánh mì còn hai ổ, không kia dựng mua hết luôn. Cái kia cho mắc 50 cm, chạy ăn đỡ này. Cái kia hồi tháng 50 cm. Vậy là quên đem cái bạn luôn. Hôm qua dọn xe vô, Thằng đã bỏ cái đó lại mà nó ăn dinh dục đâu giờ đồ đầy hết, đỡ không được nổi. Mình nhớ là không được. Qua đâu mà. Để mà có tình thương với mấy anh là được, là tụi em mà thương thì anh muốn nhiều dắt anh lên chở
hành lại giống cái anh này nè, cho nên không có anh về đi anh để cho nó ngồi cái nó chụp nhẹ và cái gì đó rồi để lấy anh Thành đi vô kìa. Anh Thành có muốn vô không? Rồi, anh Thành đi vô trong anh Thành ngồi sát thôi, đóng 5 phút đi. Anh Miếng ngồi đây đi, Miếng ngồi qua đó đây nè. Rồi bây giờ nè, anh Miếng ngồi đây đi. Anh Miếng ngồi đây rồi chia heo ra nè, chia vịt quay ra để cho mọi người coi ăn heo quay vịt quay này nha. Quay mặt vô đây. Quay mặt vô đây nè. Ừ. Vui chưa? Vui với anh Phúc nè. Vui chưa? Ba miếng heo nha, cắm chạy với Phúc. Dương lịch với ừ, thấy không? Anh Phúc ấm ha, anh Tết Dương lịch. Rồi bây giờ gấp gấp này ra cho chị Thủy, cho chị Thủy ăn riêng bên kia, Thủy không chịu qua đây ăn. Thủy ơi, qua đây ăn với em nè. Đây, Thủy đứng chịu qua đây đi, có em nè, có thằng nè. Bây giờ chị qua đây ăn. Qua đây lấy cái hộp này để đi cho chị Thủy nè. Có nĩa, có nĩa. Có nĩa luôn nè. Đó, rồi, gấp qua đi, hộp này đi. Bây giờ rửa tay rồi thì chắc bóc đi. Có đĩa nhiều dữ à. Có đĩa mà có nhiều lắm mà thấy nhiều. Nè, nè. Nè, có đĩa luôn. Đấy nhiều lắm nè. Có. Gấp qua cắt miếng. Ok, đưa tôi lấy miếng giấy sạch tôi hốt cho chị Thủy rồi, tôi rửa tay sạch này. Tụi em đến đây chơi với thằng Phúc vậy không, nhưng mà mốt mấy tiếng nữa cái đi về hết rồi, vậy anh Phúc phải đi lên bờ kìa, không có dịp anh em mới gặp gì hơn được. Rồi Thành quốc luôn rồi. Thành nói bộ quá là Thành quốc liền, không kịp khai trương, không kịp gì luôn. Không, chưa kịp mời chú nhà, này là thằng đang bóc qua để qua cho chị Thủy miếng. Ừ, qua cho Thủy miếng rồi. Rồi mé mé bưng qua này cho Thủy có chừng đổ. Bánh mì của chị. Mì nữa nó chấm bỏ vô đây. Nè anh Danh này xé nửa hổ bánh mì cho Thủy đi. Thành là vô tư lắm mày, là nói gì nói kệ ai ai làm gì làm. Nè rồi xách qua cho Thủy. Có đĩa chị Thủy không? Kêu Thủy qua đây ăn chung để ăn Tết hòa đồng cho vui đi, không chịu. Đứng dậy ông nội, có chừng té bò càng nữa giờ. Tôi thì quầy á nha. Thì tôi đứng lên rồi. Rửa tay chưa? Rửa rồi, tính thành rửa. Rồi đó cho Phúc. Mình không có cái đèn dở quá ha. Có cái đèn. Ông dành cái đèn pin không đâu. Pin chút yếu. Rồi nó mở lên về cho nó sáng. Cái ba lô đó rồi. Trong cái ba lô á, đưa đây hàng lấy thêm cái điện thoại kia nó có đèn. Điện thoại Hằng á. Cái điện thoại kia nè. Ừ đó cũng sáng chút. Hằng đang order cái đèn để mình đi xuống suối buổi tối xách theo đó chứ. Mà chưa có về. Rồi cho Phúc ăn nha Phúc ơi. À bữa nay vui với Phúc nha. Ủa mình là sao mình không mua nước ngọt để cũng ha. Quên cha nó rồi. Quên cha nó rồi. Hả? Nè thêm có đi. Cũng nước đi, có chai nước cũng nước. Có chai nước đem theo. Rồi. Mời cả nhà, mời cả nhà. Có đèn rồi sáng sáng đó, đèn sáng thật lên này nè. Đó, để cho nó đẹp. Bên nước em không chạy được, hay chạy được có rồi. Không, bên đó ăn cái thì bên đây ăn cái gì được rồi anh. Rồi. Còn đây mình có giấy ướp luôn. Đó, thấy chưa? Phúc cô Tây thành dịch quay và muốn mời mấy anh em bữa nay lại đây là mình ăn Tết nha. Tết Dương lịch đó Phúc. Tết nhiều gì vậy? Ờ, Tết nhiều gì vậy nè. Gì vậy nữa chờ. Ăn được cũng xôm tụ lắm đó nha. Mấy anh em mình hòa đồng vậy đó. Hòa đồng lắm, tụi em chơi hòa đồng lắm anh Phúc. Ai cũng là bạn bè hết á. Vậy đó hả? Ừ. Không có mang tiền gì đâu, đâu có gì đâu phải chứ. Ừ. Rồi bây giờ mình có rồi. Mình cũng bánh mì nha. Dồn bánh mì với thịt vô rồi cũng đi chứ mình không có chưa. Dồn bánh mì nha. Anh Miếng ngồi xuống đi để cho nó ừ ngồi xuống luôn, bẹp xuống. Rồi bẹp qua xích qua đó anh chú. À, bẹp xích qua anh Danh á, mấy thấy. Gì vậy? Thì cái sâu tôi xuống đi. Chơi xuống là tái rồi nó luôn. Tôi sẽ mấy ông té. Tái mặt nữa không phiền. Tôi mới thấy không sao để đèn gì đây sao thấy nè. Ồ, với mình để đây được thì sáng lắm nha. Mai mốt thằng có cái đèn.
bên đây để được nè. Rồi được rồi đó, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi được rồi, kìa sáng trưng nè. Mấy còn điện thoại đã mở đèn luôn. Kệ cho ông đi. Thấy trời, cái đằng đến đây mở đèn không được. Cái nhỏ này mở được. Chào cả nhà, ăn chưa? Chào cả nhà. Ăn Phúc chờ. Anh Phúc thấy hết á, tại vì muốn thấy hết nè. Rồi Phúc nghiêng cái đầu ra hẳn nha mày. Nghiêng qua đây. Ờ, dạ đúng rồi, nghiêng anh Thắng. Rồi. Hả? Ờ, Phúc ngẩn lên dòm chỗ hẳn nè. Ờ, dạ, đang chụp tấm hình. Happy New Year anh Phúc. Hy vọng anh Phúc sẽ sớm lên bờ hòa nhập với nhóm hàng Cali. Đó, vui chưa? Rồi. Rồi. Có làm cho ông miếng chưa? Rồi. Mày kìa. Đây, bóc dịch ăn đi. Mày đưa đưa mày qua ra. Ủa? Rồi con mày rồi. Đi giống tiêu rồi. Dạ, có biết ăn đi. Anh lấy cái miếng bánh mì lên. Hả? Cái đũa chung nè. Ăn rồi mất ngon. Mất ăn dữ lắm. Trời ơi. Mới nay ăn dữ cho ông vui. Để ông có cái không khí gia đình. Ờ mình có mấy cái hộp giấy để ăn hả? Ờ cho nè, cứ kêu nhanh tục xem giấy nè. Ủa cho giờ Thủy ăn chưa? Đó rồi đưa. Ờ kêu Thủy qua đây ăn chung cho vui không ăn. Không qua. Để coi có cái đít dịch mà nó mặn mặn. Ăn dịch quay cũng cứng cái dịch mặn. Cái miếng này là cái miếng mặn, anh Phúc muốn ăn mặn không? Cái này mặn ghê lắm. Không câu á. Ờ thử không? Không câu. Chia với một miếng nha. Giờ hàng ăn miếng anh. Nhìn trong cái bao đó là nắp kinh phải không? Không phải nắp kinh. Nó mặn. Đấy. Nè. Muốn thử không? Được. Nó mặn. Đó, cái giấy ướt đàng hoàng luôn. Chạy ra xe lấy giấy ướt lấy này, lấy kia vô. Ăn chuột không ăn hết kìa, giờ mới thành ăn kìa, xôm tụ luôn mới thành đói bụng à. Rồi nói quýt tô chè, mình đói bụng. Ăn chồng ly mì. Chè mà ăn một tô đó là no lâu lắm nha, một nếp mà. Ăn ly mì đó. Mà ăn nhiều quá không có tốt đâu. Vui không tốt? Chậm lại. Bữa nay ăn với tụi em thì vui không? Vui không? Vui không? Lại tiền ăn chỗ kia. Mà thấy lạnh sạch sẽ hết trơn không còn cái gì. Rồi nói trời ơi, nước trời ổng đi đâu mất á. Ông Danh nói. Ông Danh nói thấy ổng đi ngoài đường. Là tưởng ổng đi ngoài đường rồi, không ngờ thấy lại ổng dọn lại gặp cầu, thấy tội nghiệp quá trời. Sáng tới ảnh mua cà phê uống văn không? Dạ. Mặc áo sweater. Các bạn bọc quần áo mới lấy cho ổng tới đâu rồi. Chỗ kia càng nha anh Phúc. Quần áo còn đó nha. Nhớ thay thêm bộ đồ dơ thì dùng bớt đi. Lấy đồ sạch thay vô, mình có lấy đồ đẹp đẹp không á. Thay cho nó sạch, nó ấm. Mà thì ở ngoài cũng nói chuyện với Phúc, nói ráng cũng ráng lên bờ. Anh suy nghĩ đợi. Quyết tâm thôi. Đứng dậy. Bỏ. Cái đó chơi không ngủ. Mình dám cầm chồng á. Thằng miếng thịt cho heo rồi được rồi. Đâu rồi. Ăn miếng thịt này ngon. Miếng thịt ngon. Béo quá. Ngon vậy hả? Béo quá. Thịt béo quá ông. Muốn heo quay. Một cầu. Một cầu. Là heo quay nè. Giờ muốn ăn cái phô cầu không? Cái phô cầu nè. Để vô cái chén thì anh để vô tay luôn hả? Heo quay hết rồi. Heo quay cố kêu bán hết trơn. Nghĩa là nãy mình hốt cho chị Thủy heo quay nhiều. Giờ này em cầm nướng heo nha không? Dạ. Chiều rồi nó không nướng nè. Còn nhiều mua nhiều. Bây giờ á, hàng chỉ muốn anh Phúc lên bờ đi. Làm lại cuộc đời đi.
Thấy anh Phúc ở gì đây uổng quá, phí quá. Phí đầy trang. Em mì bùi có xuống đây thăm có không? Có một bữa. Ồ, có luôn hả? Vậy bao lâu rồi anh mới gặp lại được em mì vậy? 4 năm. Vậy đó hả? Có đem chị cho không? Chị anh tới rồi đi. Ồ, ghé thăm rồi đi. Rồi có dắt đứa con xuống cho anh thăm không? Thiệt tình lắm luôn á. Thành là thiệt tình lắm luôn. Ủa đâu? Ủa ăn hả? Thôi để em muốn đi. Ăn vui thật. Bánh mì. Bánh mì ăn với vịt quay sao quay. Trời rất là lạnh đó bên ngoài. Thành nó còn quá là thịt nè. Ngoài đang mưa phùn luôn. Đang mưa phùn nè. Có mưa không? Lạnh chảy mũi luôn. Rồi chưa? Rồi á, rồi đứng dậy đi đó. Đó ăn xong rồi ai làm thì làm, tao đi với nha. Người giãn tuần rồi đó. Đó giãn tuần, tao đi đó. Tối mưa tối về. Đó ăn xong rồi. Chưa xử xong rồi. Đó, tao xong rồi tao đi đó, đó tao đi đó. Ai làm cái làm kệ đi. Kệ mày đi. Chưa xử xong rồi đó. Tội nghiệp không? Thành cười quá à. Đó, ta ăn xong, ta đi, ta ăn cũng làm gì làm. Chừng lăn tròn tròn xuống dưới dốc suối nha. Mía đừng có xô. Có xô đâu vậy. Ngồi ngay trên cái dốc núi luôn đó. Thôi xích vô đây, ông Mía xích vô đi cho ông ngồi quay cái đít lên cho anh nè. Quả đi đây, ông xèo đít vô nữa. Quả cái đít vô. Quả một nửa, câu văn quả nữa. Quả cái đít vô. Yes.
Giờ ông kia ăn xong rồi bính đó, ta xong rồi đó. Ta xong rồi, tôi muốn xử với cốt mà xử mình. Ta ăn xong rồi mà bính đó, không có cho ông cốt quá. Không cho ông cốt. Cho mà hút đi. Hút đi. Rồi nè, hút rồi. Rồi, tỉnh nha. Tiếp tục. Ông ăn ít quá ha. Ông ăn ít. Ông nãy là ông mà ông chạy ra ông cầm 20 đó ông nói đi mua dịch quay vô cho ăn chung với mấy anh em còn nghề bao để chấm xí mùi. Mình để mình biết mùi tụi nó biết mùi người. Cái này thức sáng đêm chứ không ngủ á. Mùa hè biết cái bia chưa mùa hè hả có mùa hè mát rồi mua là mùa lạnh giờ cháu biết lạnh mình nở thử mình chơi nửa đêm 3-4 giờ sáng mình về cũng được không? Mình đốt lửa lên mình cắm chạy á mặt trời lên mùa hè nóng đâu biết đâu mùa hè mình có biết lạnh cỡ nào không mình biết con người này khổ cỡ nào mùa lạnh tới đây được không Phúc ông dưới xuống thu lì ngủ hằng xuống dưới cắm trại hoài gì mà ông nói xuống dưới ở cắm trại chơi nào? Đêm đi cho biết bữa nào cắm trại bên kia là bên kia rất rộng nè bên kia mới cao rồi nguyên bãi à miếng thức về anh miếng à ăn ơi em nổ rồi về ăn mì ly không cũng vậy à, à, phải ăn mì ly không mà ăn miếng không ăn thịt nếu mà thức về thức cũng không ăn thịt mà như ăn thức ăn thịt chỉ có ăn thịt heo quay thôi phải không Phúc ăn quay 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 ha ha xa xíu mà ăn rồi ăn ít thôi vậy Phúc à, chữ Phúc còn nguyên à ăn miếng quá ăn đi vô Phúc ăn ít quá mà tử còn không ăn đậu đậu à ăn mấy cái peanut butter đó dinh dưỡng dữ lắm peanut đó dinh dưỡng lắm chứ nên là ổng không có tướng ông đô là ổng ăn cái đậu dinh dưỡng lắm giống như người mãi người bé ăn đậu đậu tốt rồi mãi chắc ăn đậu rồi tôm ờ tôm với đậu một ngày là phải có bóng đậu cũng có đậu cũng được đậu đen đẹp như là bánh tráng của nó trời ơi con dịch quay mua vô anh Phúc ăn có mấy miếng à đây đang cùng ăn không cái con ăn cũng ngon lắm đó nha kệ xin ê giờ cũng dành ăn cũng xôm tủ lắm tới ăn đói bụng á cái ăn con mì này gầm cầu ra ở cái gầm cầu đêm qua đi nhậu đồng yêu về vợ thấy nó ký đậu giống miền Tây á ừ giống miền Tây quá ha thiệt chứ giống miền Tây nè miền Tây mùa nước lũ gì nè đó giống ở Việt Nam miền Tây mùa nước lũ ha bà con có cái con cá lóc lạ nhà nó có gì này không còn con sông dân tràn lên bãi bờ anh về quê em khắp nơi như là biển khơi chập chờn mái tranh ngói lên giữa ngọn chiều vắng anh rút một bài đó không những đàn rạ con bơ vơ đứng nhìn trời xanh bao ngày trôi qua nước cao dần thêm nữa rồi không còn nhận ra tiếng ai đi tìm người thương à.
rồi, hết thuộc rồi. Đó, nước lũ dâng đó mọi người. Hương Lan kìa. Ở dưới suối nước lũ đang dâng đó. Chị đang sững hoài. Thủy thì đang chửi bên kia. Thằng Phúc. Thủy đang soạn đồ. Đang soạn đồ mà mới nghe chữ thề. Bây giờ hát bài gì đây anh Phúc? À, Phúc ơi, hát bài Thu Một Người Dân. Tại vì có khán giả yêu cầu á, anh Phúc hát một bài Tình Anh Em Thu Một Người Dân. Đầu qua thì anh Phúc cũng phải hát. Để tặng cho khán giả. Một người dân đôi khi có nghĩa có tình, đôi khi không hiểu cho mình. Cái gì ta? Ờ đúng rồi, tiểu đường chết rồi, chết nằm nhăn răng đó. Em xuống em tư tưởng xác tới lấy xác đó. Chết bữa thứ ba không chị? Chết rồi bữa thứ mấy rồi? Thứ ba. Dạ, thứ hai mình có gì không nghe tức tức đó. Đó, chết rồi đó, em hút tội quá. Không có xích nào, có xích nào mở cái nhạc này cho hút nghe mà không có xích nào. Anh Phúc biết mà hả, có chơi chung với mình đó không? Cũng có hả? Tình quà đó. Bình cũng like, anh Hòa cũng like, anh Phúc cũng like đó. Cuộc đời mấy anh em con like nè, thấy tội chưa? Thiệt chứ. Bấm vô, ừ cho nó đầy. Thấy được. Đó. Trời ơi, đút cái giò vô luôn cái miệng chai. Để miệng chai lên, ừ. Trời ơi anh ơi. Để cho nó đầy. Rồi để chai bự đây cho anh Phúc xài luôn đi. Để cho không có một lỗ tai. Đó, thấy không, ăn với tụi em mà ăn có chút xíu à. Ăn có một miếng à.
không ăn nữa. Một cái ăn vịt ăn nghe quay luôn. Ăn có một chút gà, không chịu ăn nhiều. Chờ mình về à. Ông muốn ăn với tụi mình cho vui thôi chứ ông đâu có ăn được. Thấy không? Đâu có muốn ăn đâu. Muốn ăn để cho có phong trào cho vui thôi á mà. Lâu lâu khách tới nhà đó. Mà ổng mời vô nhà thì dễ thương ha. Nhà đâu mời trời. Ừ, bữa kia vô nhà chơi. Nói giống như là có nhà thiệt vậy đó, tội nghiệp ha. Mời vô lên nhà. Bờ đi, cái bóng mời mấy anh em vô nhà chơi. Thì vô phòng luôn. Vô phòng chơi. Vô nhà, vô phòng. Bữa kia, ổng nói phát ra từ cái lòng á, mà mình thấy mình nghe mình thương vậy đó. Ổng nói đi vô nhà chơi nè. Cái trời, tưởng tượng. Đi vô nhà chơi. Vô phòng chơi. Rồi mới mốt bây giờ đi lên bờ đi. Cái rủ mấy anh em vô nhà cha. Trời, anh Phúc nói thiệt nha. Chỉ có mới cách đây 5, 6, 7 năm trước chứ gì. Là ổng mướn phòng 1.000 tháng lận á. Mướn gần đây nè. Gần ở đây luôn, giờ xuống suối để ở luôn. Mướn gần chỗ đây nè. Rồi chạy xe đó là xe cũng chạy đủ trò. Xe này xe kia đồ cũng đủ hết nha. Chứ không phải là Phúc trời mà lượm gác ngoài đường vậy đâu. Thì em chia. Ăn chơi rồi ta nói là quá dữ đó. Đi quán ba vũ trường rồi mà gái là sách bên đây đứa, sách bên kia đứa. Tìm đi đâu à. Vậy là ta có câu là một thời đéo chăng đeo qua. Một thời ở đợi đã qua một thời. Tức là mà. Sách bên đây đứa, sách bên kia đứa chứ không phải thời đâu. Dữ lắm. Đi ra tìa quán ba đi đô. Một thời đeo chăng. Hồi đó là đi ở đâu, vũ trường nào? Lido hả? Lido. Lido vậy? Thường thường hầu như là người Việt hồi xưa là nghe nói đi chơi là vũ trường Lido không? Dạ, có một cái chưa có một hai căn nè, Lido với gì đó. Mà vô là 10 đồng giá. Ngày thường thì khi chú bà cháu chú bảy chú định vô giá 10 đồng. Dạ, chứ không phải là Phúc, không phải là Phúc Cô Tây mà đi lang thang lượm đồ, đụm đồ đẩy trong chiếc xe gác vậy đâu. Hai anh em đứng nói chuyện. Giờ nói chuyện rồi hả? Bây giờ không có gây. Đó. Đứng bên kia hút thuốc lá, không có gây rồi. Đó, bây giờ bữa nay là Phúc buồn rồi nè. Bữa nay là Phúc buồn á. Nghe không? Phúc bữa nay Phúc không có nói chuyện nè. Bây giờ Phúc bữa nay Phúc hát tặng cho quý bà con cô bác khán giả một bài coi. Phúc hát bài gì? Đó, bên kia chửi rồi. Bên kia là chửi rồi. Bài gì? Phúc cũng nắng hạ đi. Bây giờ hát anh Chí ơi đi, được kêu anh. Nhà ông Phúc có 100 cái cột hả? Thiệt hả? Cái cầu này nhiều cột lắm à. Cái cầu này nhiều cột lắm. Là một hàng là ông danh đếm là 20 mà 5 hàng đúng không? 2 phút 5 là 100 đúng luôn. Cái nhà 100 cột. Đại gia mới có nhà 100 cột. Ở miền Tây có đại gia là nhà 100 cột. Cột là cột cái cũng dành cái chuyện này. Chân đen cột cái đốt rồi. Mai rồi nó mọi người chân đen á. Dưới đây mà tối được bây giờ này mà thấy lạnh gì tối cột, mà tối lạnh lắm. Không đốt lửa chịu không có nổi đâu. Đó bây giờ là nón ấm mà đội phải bích cái lỗ tai mà tôi còn thấy lạnh quá trời của đất luôn. Lạnh tới cái lỗ mũi mình mà nó chảy mũi như nãy anh Phúc mà không chảy mũi kìa. Không chảy còn rồng luôn á. Đốt cái tai vô túi áo gì mà. Lạnh lắm. Hai anh em ông kia là tâm sự. Đứng ở ngoài đây. Lát hay lộn. Phúc đừng buồn nha Phúc. Thấy không? Thấy mấy anh em lúc nào cũng thương anh Phúc hết trơn hết. Tụi em lúc nào cũng muốn mấy anh trở lại có một cuộc sống bình thường. Lại thấy giờ mỗi ngày cứ lượm mấy cái gác ngoài đường đi hoài à, để tội quá à. Em cứ chạy xe qua lại center là em cứ thấy hoài chịu không có nổi.
em đi làm mỗi sáng có không thấy quả luôn. Thấy quả hay chịu nổi Phúc ơi, chị lên đi. Xe đẩy này nè. Bây giờ thấy lần lượt mấy anh em ra đi không? Mấy anh Bình ra đi không? Anh Bình cũng ra đi. Không Nghĩa. Anh có biết từng người, anh có biết Nghĩa, Nghĩa có một người mà hay đạp cái xe không? Không, Nghĩa kia kia nha, Nghĩa hai ba Nghĩa lần. Mà bữa kia giờ bán rồi bánh từ tùm lum tà la đem cho mình đó. Rồi dùng thơm đó 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 đó. Nghĩa có cái một người đó. Nó có tên tên gì đó đó, em thấy tên gì nó không biết Nghĩa đâu. Nó chết rồi. Chết tới từng gọi là chết tới 4 người, 3 người Việt Nam chết, nó trẻ không? Nên là cố gắng bỏ đi, ăn, ngày đưa bò, làm thế hết, trở lại. Sống bình thường. Sống bình thường. Các con. Sau lưng có tất cả các anh em rất là đông. Thì không làm gì mình làm vô nhà hàng làm cũng được. Ừ. Chén hay lên ấp rồi. Ông có nghề con chắc sành mà. Có. Nếu nghề quá con, nghề con chắc sành của ông ngon lắm đó. Nếu mà ông tỉnh táo lại rồi ông chịu đi làm rồi sống thân bơ cả ghe luôn. Chạy xe mà xe gì liền. Đi. Đừng có ở đây nữa nghe lời em đi thiệt. Bây giờ nếu anh chịu. Con chắc sành ngon rồi. Anh chịu cần trâu được á. Đi vô Cầu Đan nằm mấy tháng cái người ta cho uống thuốc an thần. Quỳnh làm ngày 200 cái từ từ là mình bình thường lại à. Cai được rồi. Cố gắng lên. Bây giờ thấy em đi rồi cũng ở chung ở suốt này mà. Cái này có tốt. Nhưng mà dầu gì bây giờ nó có cuộc sống tốt rồi. Thì có cái lượng tốt bây giờ thôi. Em đi lúc trước em cũng gặp từ con suối này em lên nó lên đó. Lúc đó tóc tai ốm nhơm ốm nhách mà anh Phúc. Em gặp nó trước anh Phúc. Ít nhất mình bước lên bờ mình cũng có một cuộc sống be đời. Còn nếu mà anh cứ ở gì đây hoài là càng ngày nó càng tệ. Nhưng mà hứa anh chịu đi lên để làm lại cuộc đời đi, mà giúp anh tất cả, giúp anh trở lại. Chứ không phải là đi lên mà không có ai đâu. Bây giờ anh muốn có trở lại với em Mì Bùi đi, ít nhất anh đi lên anh bình thường đi, anh sẽ biết đâu cô ta sẽ quay lại với anh. Còn bây giờ như vậy đây đương nhiên cổ xuống cổ thăm vì cái tình cái nghĩa thôi, chứ không có thể nào mà cổ ở lại với anh được. Nhưng mà khi anh bước chân lên anh thay đổi một người khác, anh có tất cả, anh tin thằng đi. Không có sao cái gì lưng muộn. Thằng còn nhiều người ủng hộ anh. Nhiều người ủng hộ anh, rất nhiều người thương anh. Tin thằng đi. Không có cái gì muộn hết. Không có gì muộn, nhưng anh đừng có ở đây càng ngày càng lâu nữa, tốt rồi. Nếu mà anh chịu một cái nào sẽ giúp anh đi vô trong cái chương trình program mình nằm đó mấy tháng đi. Bước chân ra anh sẽ làm lại một con người mới, một cuộc đời mới. Lộc đó không? Anh hứa là anh ủng hộ anh tới cùng, không bao giờ bỏ anh luôn. Không cho biết Lộc hả? Biết mà, biết hết. Bây giờ mặc dù anh Thành anh lên bờ rồi, nhưng mà anh cai được hay không, không biết. Nhưng mà thực sự, hiện tại, ông đang giữ được một cái job ông đi làm. Thì coi như có đi làm là có trách nhiệm, cũng có thể có sống tốt mới đi làm được. Còn nếu ông buông thả quá thì không thể đi làm. Ít nhất anh Phúc cũng phải bước từ một cái chân lên như vậy đi. Còn cái chuyện mình có cay hẳn hay chưa, từ từ mình sẽ cố gắng lên mình làm được hết. Cái gì cũng từ từ. Không có ép. Tại vì không có ai cho các anh cái áp lực hết á. Khi anh Thành mà anh Quýnh Lộc bước chân lên đó, cũng tự nguyện gọi em và nói là muốn em giúp để có chỗ ở có công ăn. Thì bây giờ Thiện nè, nó cũng đã lên bờ, cũng nghe lời Hằng sẽ đi lên bờ vậy đó. Nhưng mà thì mặc dù nó cũng chưa có làm được hoàn hảo cái gì hết, nó cũng vẫn còn on off, nhưng mà ít nhất nó cũng có một cái cuộc sống better hơn, sống ở những nơi như thế này. Thì cố gắng mỗi ngày thì nó sẽ được nha. Bây giờ thì em nói vậy đó, mà khi em nói với anh Phúc là em nói thật từ cái lòng đó, em không có giả tạo giả dối cái gì với anh đâu. Anh tin em đi. Thì anh thấy nguyên cả nhóm anh em mà đi với Hằng là anh biết rồi đó. Ai cũng từng vậy hết á. Nhưng mà người ta cố gắng từng ngày một.
người ta sẽ làm được hết á, trở lại một cuộc sống bình thường chứ đừng có như vậy nữa, khổ lắm đúng không, tội lắm nha. Em không có ép anh nhưng anh cứ suy nghĩ đi, anh chịu, anh cứ nói với em bất cứ lúc nào. Quải đi em nha, nằm đi. Cái dịch quay còn nha. Còn em không có đem vào. Ok. Rồi vậy thì á nè, cái đồ còn để đây ha Phúc. Ok. Rồi cái tiền mà khán giả cho đó, anh Phúc không dám cầm nhiều không sao, khi hàng gặp cứ đưa cho anh Phúc vậy đây có để anh Phúc tài. Chứ cái đó là tấm lòng của những người ta thương anh Phúc. Mặc dù người ta biết anh Phúc chưa có bỏ được cái đó, nhưng cái đó tình thương người ta không có nghĩ là anh Phúc cho anh Phúc có chơi hay không. Người ta nói người ta đã cho anh Phúc tiền rồi, người ta không khe. Thì đó là mình nhận tấm lòng người ta, miễn sao mình nghĩ mình mình xài cái tiền mà mình biết những cái tấm lòng đó thì mình biết mà em biết anh Phúc hiểu mà, không có gì đâu ha. Rồi ai để đồ nãy đây anh Phúc, còn dịch quay tối ăn dịch với mì á, chậm mì ăn. Ok dạ anh Phúc, khóa cửa lại nha. Khóa cửa lại nha, để em thôi sợ anh chậm hả. Ê, da cũng tê chân lắm á. Ờ đó, hồi lâu tê. Phúc ngồi giữa cái tê chân không? Chắc gần quen rồi. Tê lắm hả? Thì hướng này nè Phúc. Ok, vậy ha Phúc. Anh Danh này bỏ cái này vô cái vỏ hay là vô cầm cho mình chứ. Rồi, vậy thì bây giờ mình đi. Dạ, hằng còn đi qua bên kia cũng phát đồ nữa. Rồi vậy anh Phúc ơi, 3 Phúc nha. Phúc có chừng té nha. Dạ. Phúc ơi, đồ ăn đồ này kia để đây, quần áo nữa nghe, nhớ thay đồ ấm ha. Trời ơi thấy tội. Đây nè, mấy cái này mấy bọc đồ ăn không á. Nhớ đồ ăn không nè, để cho chào. Ok, bye Phúc. Bye bye Phúc, thank you nhiều. Đi đâu rồi? Ngủ, ngủ mà sao chửi gì dơ vậy? Rồi có ăn vịt quay chưa? Có ăn không vậy trời? Đừng có nói dục nha. Ô ăn rồi, còn mấy miếng. Ô tội nghiệp vậy. Không đậy lại. Ngủ rồi hả? Không đậy đâu. Ăn dư nhiêu là bỏ rồi đó. Không có đậy đâu. Đó, ngủ rồi kìa. Ê, cái mền đó là mền bữa hàng đưa đó. Nè còn, cái mền đồ hàng đưa này còn. Còn chuối. Tại vì cái mền trơn này á, nó không có dính mấy cái lông, mấy cái đất, mấy cái bụi. Còn cái mền mà kiểu gòn gòn đó, nó dính bụi cho nên bà đem bà đốt hết á. Ăn đâu rồi ngủ. Chuối hả? Chuối nãy đưa nè phải không? Rồi cho ăn no ngủ. Ờ à, quần áo nãy xách lên soạn ra để đây rồi. Hy vọng đỉnh đốt, đốt không có mặt à. Rồi chưa? Nè, cái đường để gì đây nè, đường thẻ đó. Không phải ngậm, phải ăn vậy thôi, lạc miệng á. Nè nè, lấy bánh bía ăn. Ủa, bọc đồ khui cho dục vậy? Khui ăn tại đây rồi, rồi đồ để gì luôn hả? Đồ ăn mới đem cho nè. Rồi vịt quay bánh mì ăn miếng thôi à. Heo quay, ăn vịt quay còn nguyên. Vậy là bà thích heo quay. Heo quay ăn hết trơn rồi, vịt quay không thích thấy không? Thịt đồ còn bỏ kìa. Ờ, bà thích ăn heo quay, bữa đó cũng đưa heo quay ăn hết trơn rồi. Như ông Phúc cũng đó. Đó, xuống thì cho ăn vịt quay, heo quay, thích ăn vậy á. Rồi thôi đi. Ây, thiệt rồi, trời ơi. Nào, một giá là em xuống đây ngủ một bữa. Chấm chạy, cho biết. Chấm chạy một bữa hả? Tại sao? Mùa hè nó nóng rồi.